mới vừa bắt về con mồi nữa nha anh em. Hôm nay mình bắt được một con anh em ơi, mồi lỡ nha anh em. Rồi mình sẽ về tới nhà rồi mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem ha. Rồi chào anh em nha, bây giờ mình quay clip cụ thể cho anh em xem. Đây, mình mới vừa treo lên chơi luôn anh em. Anh em xem cái nước nồi chưa có gắn vô nè. Để mình cụm gụ cho anh em xem ha. Nói chung để cho nó gây ít thuốc gụ chập thì cho anh em xem. Để anh em xem thì được thì cứ alo mình nha. Nhiều anh em nào ơn thì alo mình nha. Chuyện gì nóng hỏi luôn. Để mình sang cái lồng này qua. Sang lồng qua cho nó ăn uống. Anh em nào nào mua thì mình nữa mình lấy cái lồng này nè. Cái lồng mình bắt về nè mình giao cho anh em luôn nha. Lồng này tương đối rộng nha anh em. Đó. Con này gù rất là cứng, này chút mình đổ nước cho nó uống rồi. Chơi cho anh em xem. Rồi, anh em ơn đã lâu, chào anh em nha.